Quý vị và các bạn thân mến, cơn bão số 4 sau khi đi vào Biển Đông đã gặp không khí lạnh nên bão đã bắt đầu suy yếu. Vào hồi 1 giờ chiều nay, vị trí tâm bão vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 190 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam với vận tốc khoảng từ 8 đến 10 km/h. Đến 19 giờ tối nay ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 110 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống dưới cấp 9, cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111,4 đến 117,2 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của bão trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét. Riêng vùng biển phía Bắc sóng cao từ 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng nguy hiểm này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 7 đến 10 km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Trên đất liền, dự báo từ khoảng ngày 11 và ngày 12 tháng 10, một đợt mưa mới tiếp tục tràn về trên diện rộng toàn khu vực Bắc Bộ, với nhiều điểm xuất hiện mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Đồng thời nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ cũng giảm mạnh từ 5 đến 7 độ, xuống mức cao nhất trong ngày dao động trong khoảng chỉ từ 22 đến 25 độ, trời chuyển lạnh, có nơi trời chuyển rét. Sau đó từ khoảng ngày 13 trở đi thì mưa sẽ tiếp tục giảm nhanh trên toàn khu vực, thời tiết phổ biến là tạnh ráo, không mưa, ban ngày trời lại có nắng, nhiệt độ cũng có xuống tăng dần trở lại. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 8 tháng 10. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi và Trung Du sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, ở vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ở phía Bắc trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Ở phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.